Vâng, như các bạn thấy không? Lần trước mình đã nói đúng rồi. Và thậm chí nhiều người bây giờ sẽ cảm thấy đó là Apple theo thống kê quý 4 2018, số lượng bán ra của AirPods đã chiếm tới 60% thị phần của tai nghe True Wireless, bỏ xa những cái tên như là Bose, Sony, rất nhiều những tên tuổi khác. Và có một cái điều rất cơ bản đã tạo nên sự thành công, đó chính là khả năng kết nối cũng như dễ sử dụng. Nếu như các bạn nói thật là khi mà các bạn mua tai nghe và nhiều người cứ lên mạng nói là ê, cái tai nghe này chất âm nó phải thế này kia, điều đó có vẻ như không đúng với đại đa số người dùng. Và chúng ta sẽ cùng đi vào video ngày hôm nay. Thế đầu tiên thì cần phải nói về giá bán rồi đã. Tại vì sao? Bởi vì nếu như với một nhà sản xuất như Apple, họ bán ra những cái chiếc tai nghe AirPods cũng không hề kém cạnh những cái tên tuổi như của Bose hay Sony, mức giá của nó dao động có thể từ 5 cho đến 6 triệu đồng với những phiên bản mới. Cụ thể như là cái chiếc AirPods 2 thì mình có tham khảo tại Cellphone.net, các bạn thấy là giá của nó rơi tầm khoảng 6 triệu đồng đi. AirPods 1 bây giờ thì mức giá của nó thấp hơn rồi, nó tầm khoảng xoay quanh 3 đến 4 triệu các bạn có thể mua được. Và rõ ràng với những cái tai nghe bọn mình từ review như là từ Jabra, từ Sony, từ Bose cũng đều phân khúc tầm khoảng 5 cho đến 6 triệu đồng. Apple không ngần ngại, và các bạn biết không, rõ ràng với một cái thương hiệu như của Apple, ai kiểm chứng về chất lượng mà ông có thể bán đắt như thế được? Đã có nhiều người chỉ trích Apple về việc bán quá đắt khi mà họ không hề, gọi là không đủ trình, no đo để mà làm âm thanh so với các nhà sản xuất kia. Apple vẫn bán và thậm chí nó bán chạy, bởi vì phần lớn người tiêu dùng mua họ không quan tâm đến âm thanh. Các bạn biết rồi đấy, với một cái sản phẩm như AirPods là kết nối với điện thoại di động, cái mà người ta hướng đến đó là sự linh hoạt, rõ ràng rồi. Nếu các bạn muốn tìm một chiếc tai nghe có chất âm tốt thì mình nghĩ điều đầu tiên là các bạn sẽ muốn mua một cái tai nghe trùm đầu, một tai nghe chụp, một tai nghe có dây thay vì tai nghe không dây. Nói chung là sẽ có rất nhiều cách để thưởng thức một âm thanh cao cấp. Và để thưởng thức âm thanh cao cấp ngoài tai nghe ra, người ta lại còn muốn mua những chiếc máy nghe nhạc rất là xịn, thậm chí lên tới vài chục triệu chỉ để nghe nhạc. Thế thì vậy mục đích của người ta muốn mua tai nghe True Wireless là gì? Sự linh hoạt trong di chuyển. Các bạn nghĩ mà xem, mình có thể đi ngoài đường đeo tai nghe vào sử dụng. Mình muốn nhận một cuộc gọi, đeo tai nghe lên đường nhận cuộc gọi rất tiện. Mình muốn đi tập thể dục, đeo tai nghe để chạy bộ rất là thoải mái. Đi ngủ mà trước đây chúng ta hay cuốn dây sau đó bị đứt dây vân vân, đeo tai nghe khi nào mà buồn ngủ ta có thể tháo ra. Có rất nhiều cách để nói về việc cái tai nghe True Wireless này áp dụng vào cuộc sống, và mục tiêu số 1 của nó đó là sự tiện lợi. Ngay cả việc so cái chiếc tai nghe AirPods này, nhiều người ban đầu bảo quá dị trông xấu, nhưng nghĩ mà xem cái cách thiết kế của những chiếc như Galaxy Buds của Bose, của Sony vân vân đều có cảm giác như một cái bướu to và nó lồi ra. Lúc đó những người nào mà hay đội mũ bảo hiểm 3/4 hoặc muốn đeo nó để mà nằm trên giường sẽ cảm thấy sự đau đớn của như nào, bởi rất là cộm đau. Và với Apple, mặc cho mọi người cứ chửi rằng nó xấu và nó không khác gì một cái tai nghe trước đây của Apple có dây và chưa cắt đi ấy, thì họ đã làm được đúng cái mục đích, đó là người dùng cần làm sao nó gọn và nhẹ nhất, tiện lợi cho việc họ có thể đeo ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ tư thế nằm hay ngồi nào. Và điều này hoàn toàn không sai, khi mà kể cả người ta có phỏng vấn thì người ta nói rằng là các đối thủ của tương lai như kể cả Amazon sắp tới nghe đồn là cũng sẽ tạo ra một chiếc tai nghe thì cũng khó cạnh tranh được Apple. Bởi vì sao? Ngoài những cái sự thiết kế thì còn liên quan đến con chip, chip H1 trên cái chiếc AirPods 2 hay V1 trên chiếc AirPods đời đầu là cái để trói người dùng với hệ sinh thái của Apple. Khả năng chuyển đổi của nó giữa AirPods với iPhone, iPad, Apple Watch, Mac rồi cũng như là sang Apple TV quá là nhanh. Các bạn chọn một cái có thể kết nối với nhau luôn. Còn bất kỳ một sản phẩm nào kia muốn chuyển kết nối giữa nhiều thiết bị, chúng ta nếu mà những máy có hỗ trợ kết nối hai thiết bị thì tốt, nhưng với 3-4 năm thì chịu, và lúc đấy phải pair lại thì rất là mất thời gian. Và bên cạnh đấy thì cái nhờ cái việc mà chuyển đổi kết nối của nó nhanh hơn thì nó là giải quyết được cái vấn đề của chúng ta là sợ gián đoạn trong quá trình chúng ta sử dụng. Bởi vì các bạn nên hiểu rằng với iPhone thậm chí có thể nhận cuộc gọi trên MacBook luôn cũng được, và lúc đấy ta sẽ chuyển qua chuyển lại này rất là dễ. Và các bạn biết không, chỉ 41% người ta mua AirPods vì chất lượng âm thanh mà thôi. Chứ còn để nói về thiếu sót thì tất nhiên nó sẽ không thể so chất âm với Sony hay nhiều hãng khác. Nó không có những tiêu chuẩn như LDAC, thậm chí không có công nghệ ngang tầm aptX của Qualcomm. Tín hiệu truyền âm thanh vẫn sử dụng code AAC cũ, nhưng nó không ngăn cản được Apple để biến chiếc AirPods thành sản phẩm phụ kiện bán chạy nhất của họ. Bên cạnh như là cái cáp chuyển đổi từ Lightning sang 3.5 ấy, vẫn là cái kiểu hút máu và nhiều người hay nói thế. Nhưng mà vấn đề là người dùng cần một chiếc như thế này. Thế còn đôi lúc người ta không cần một chiếc tai nghe quá hay và quá xịn, và Apple nhìn được bản chất của sự việc là như vậy. Và các bạn thì nghĩ sao? Ở đây những anh em nào mà mua AirPods hãy vote một cái. Anh em nào mua những hãng khác cũng vote một cái để mình xem. Các bạn đang xem kênh thì mua sản phẩm nào. Và tiếp theo các bạn cho mình biết tại sao mọi người mua AirPods là vì lý do gì.
tiện lợi, âm thanh hay là cái gì đó, hay là vì các bạn đang lỡ mua iPhone rồi thì các bạn vẫn cứ dùng theo thôi. Và đừng quên truy cập link bên dưới tại Sellnet để tham khảo giá bán, tại vì giá bán này thì mình cho rất nhiều các cái tai nghe tham khảo True Wireless từ Sony, các bạn có thể từ Bose hoặc đặc biệt của Apple, bởi vì đang có chương trình nâng cấp lên AirPods 2 với mức giá các bạn hình như là trừ đi 2 triệu mấy thì phải. Và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Anh có biết vì sao em mua AirPods không? À, để em demo cho anh xem nhé. Đây là một cái điểm mà chỉ có nhân dân AirPods mới biết rồi. Đeo vào nhá. Anh cũng người nghèo đấy. Đấy các bạn thấy không? Mấy cái thằng này tại vì đeo tai nghe Bose, tai nghe Sony ra ngoài khi người ta còn chẳng biết đấy là tai nghe gì. AirPods, à biết AirPods, bịp.